Xin chào em. Dạ Long. Khỏe không? Dạ khỏe. Ủa, sinh nhật dịp quá vậy? Trời, ai cũng nói vậy luôn á. Y chang luôn, hết hồn quá rồi. Đó, em giới thiệu về bản thân xíu đi nào. Dạ, em tên Xuân, hiện tại đang kinh doanh spa và bán mỹ phẩm. À, còn em? Dạ, em cũng kinh doanh spa luôn ạ. À, em có bao nhiêu cháu rồi? Em có hai bé. Hai bé, quá đẹp. Dạ. Còn em? Thì chưa có, mới cưới năm rồi. Mới cưới năm chưa có. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hẹn nhau ở quán được mang tên là Tin Phu Tan, ha không? Dạ. Là quán chuyên về trà sữa và tất cả các loại thức uống. Bây giờ mấy em order gì đi ha, rồi mình lên trên kia mình nói chuyện. Dạ. Ở đây có trà gì vậy em? Dạ, trà ở đây mình rồi có các loại trà như là trà lại mật ong, là món nhất của quán em. Trà lại mật ong, rồi lấy anh trà lại mật ong. Còn em? Dạ, em uống cái trà thảo mộc á. Em uống gì? Trà sữa như nhau đường đen. Rồi. Em ơi, nhưng bây giờ anh thích quá, em có thể cho tụi anh vô trải nghiệm làm cái món đó được hay không? Dạ được. Wow, cảm ơn em rất là nhiều. Vậy bây giờ mình vô mình trải nghiệm nha. Dạ. Xin mời em. Cái của mình cầm cái giá lên. Giá lên. Một sạc chân châu. Dạ. Cứ xây đều cho chén đều trên tròn hết. Rồi, chưa? Em ơi, múc chân châu chứ không phải múc chè bà ba bánh lọt em ơi. Dạ, được chưa? À, là mình phải tráng đều đó. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi, thôi vậy được rồi, mình bưng ra đây luôn đi em. Dạ, tiếp theo mình bỏ đá vào. Bỏ đá vào. À, tới cái chữ. Làm nghề bán trà sữa. Dạ, tiếp theo ạ. Dạ, tiếp theo mình đổ 150ml sữa. Mình bấm cái nút này xuống, sữa mới ra được. Mình gói 160 có sao không? Dạ. Mập nha em dạ ơi. Không, tại vì cái số lượng sữa của mình là quy định như vậy. Đúng để rồi. Cho đủ cái ly để mình bỏ mi pha lên nữa. Chứ phải bán sữa đồ dạ, nặng, mình chế nhiều chế. Rồi, chế giùm anh cưng. Wow, quá đẹp. Tiếp theo đó là để ra mâm. Đó, mình để cái chữ rồi. Ok. Dạ, rồi sau đó mình đổ mi farm vào. Đổ gì anh? Dạ, đổ mi farm. Mi farm cái này là sữa béo của mình á. Mình cứ đổ xoay vòng trên ly vừa đủ tới cán. Cái này giống như là bánh kem quá ha. Rồi. Dạ, tiếp theo mình rắc đường lên điều một cái ly luôn. Rắc đường lên. Để cho con bé làm đi. Gắt ít hay nhiều ạ? Dạ mình cứ rắc đều lên ly. Dạ mình cứ gắt đại lên đi. Ok. Rồi tiếp theo sau gắt đó mạnh lên đi. Mà tại mình khè cái lửa của mình á. Mình khè lên cho cái đường nó đốt. Bé sáng chưa sáng em? Trời ơi. Em sợ nó bị rớt á. Em làm điều dạ, em ơi. Mình cứ làm điều đi chị. Không sao đâu. Cái này đường nó có một cái rớt. Rồi. Rồi. Dạ rồi, ok. Dạ rồi mình. Tới bước của mình chỉ cầm cái cây này theo cái tay của mình. Còn chỉ cầm cái cây khèn này. Để cho đường nó tan ra ha. Dạ đúng rồi. À đẹp quá ha. Rồi vậy xong rồi. Nói chung đây là món đặc sản bên này. Rồi bây giờ còn 2 ly của anh nữa. Em làm giùm anh. Rồi tôi lên trển trò chuyện. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, xin chúc mừng buổi đầu tiên mấy anh em gặp nhau ha. Dạ. Bé Hằng, đâu bà chồng em đâu cho anh coi coi. Chồng em hả? Chồng anh nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em sinh năm 87 à. Ờ, à, vậy lớn anh 2 tuổi hen. Ông mập lắm anh. Để em cho anh Lâm coi. Trời ơi, kiếm chồng lâu vậy cưng. Hình của em ít chụp ảnh lắm. À, sao vậy mà nay đi ảnh với chợ dẫn theo không? Không, em đi em không có biết. Công việc của anh ở nhà là gì? Ông là bullet. Hả? Trời ơi. Wow, Vinh là biết thiệt đó. Nhìn hơi nghiêm nha. Bụng bự nè, thấy không? Kêu giảm béo mà không có giảm. Trời ơi, còn chồng em đâu? Chồng em. Trời ơi, đẹp trai quá trời nè. Hot boy nha. Cũng bình thường hả? Cũng hot nhưng mà không biết boy hay không hả? Nhiều người cũng theo đẹp trai. Công việc của anh là gì? À, mua bán nhà đất kia, kinh doanh online ha. Giàu quá trời. Thôi em giàu quá, ngày hôm nay em bao tên đi. Dạ, chị nhỏ. Chị nhỏ. Này đâu nhiêu tiền đó. Cũng gai hàng luôn. Này đâu nhiêu tiền đâu, thì bên kia có tiền điện thoại, lát anh qua lựa vài cái đó nha. Em đám cưới được bao nhiêu lâu rồi? Dạ 7 năm. 7 năm rồi? Dạ. Là từ lúc quen đến lúc đám cưới là 7 năm hay sao? À, dạ không, cưới là 7 năm á, quen có mấy tháng hả?
Em nhớ cái trường hợp mà khi mà quen chồng mình ở đâu không? Đứng trước cơ quan ổng. Em đứng trước phường chi vậy? Phòng ổng hồi xưa là phòng ở ngoài chứ không phải phường à. Nhưng mà là bạn em tối ông trực á. Bạn em chở em lại cái gặp bồ nó à. Bồ nó là chung cơ quan với chồng em vô tình cái rủ chồng em đi ăn vậy thôi. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp ảnh là cái nào? Ổng sinh năm 87 nhưng mà nhìn như 81 vậy á. Hơi cứng đúng rồi, xì củn lắm. Xì củn là xấu hay sao? Kiểu không có gì điểm gì chú ý hết á à. Kiểu như tại vì bạn mình rủ mình đi cho vui vậy thôi. Ăn chỉ có lời thôi. Đúng rồi, lúc mà đi ăn em kêu á, em kêu bỏ ghét. Kêu thả ga. Đúng. Kêu tôm Alaska. Nói chung là nói chung là có món nào sang chồng cứ kêu hết. Đúng. Trời ông ơi. Trả tiền, ông trả đã luôn. Cái buổi đó cái hai đứa bồ nó gây lộn. Cái nó đi về, em đi ra lần hai nữa. Em mặc một bộ đồ giống như không mặc vậy đó. Giống như không mặc vậy đó. À là mặc bừa da. Nó xuyên thấu luôn. Nó xuyên thấu. Đúng. À bữa đó em đi bơi hay gì mà em nó đi. Tự nhiên biết sao em lại đổi áo đứng nữa. Trước phường ta mẹ mặc đồ da vậy em. Không, nó đi karaoke. Karaoke. Đúng rồi. Ê karaoke mặc đồ xuyên thấu ta dễ lắm nha. Ta dễ đón nghề lắm nha em. Ông mò mò là ông xin số điện thoại à. Em đâu có cho đâu. Nói chung nhất định không cho. Rồi đến dịp về cũng không có quen gì hết á. Nhắn tin cua. Cua à? Dạ. Ủa mà sao không cho nhắn tin cua? Hỏi là từ nhà bạn của em à. Đó em cũng đang có bồ nên em không có thích. Không thích. Với lại em không thích công an. Nhưng mà rốt cuộc rồi khi mà em cưới thì quy luật nhà chồng em là công an hết. Gì hả? Rồi sao? Nhắn tin cua rồi em chịu liền luôn hay sao? À, em quen ổng á, chỉ để em chụp tức con nhỏ kia thôi. Ủa, tưởng nhờ giả chứ? Không. Con nhỏ N kia kìa. Là sao? Tự nhiên chụp tức nhỏ kìa. Tại vì con nhỏ đó nó nói là bồ ổng. Nhưng mà thật sự là nó thích ổng thôi chứ không phải ổng thích nó. Em quen ổng cho bỏ ghét vậy thôi. Ủa vậy đó hả? Ăn đúng thì rồi. Em ăn cho bỏ ghét. Mà đúng. Cua trai thì em cua trai cho bỏ ghét. Đúng. Có con cho bỏ ghét luôn. Đúng không em? Cuộc đời em bỏ ghét không vậy? Không, có con là có dự định nè. Có dự định nè Hoàng. Nhà ổng con một nên là khi mà hai đứa lấy về là quyết tâm là phải có con. Tại vì sợ vô sinh á. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao người bình thường mà sợ vô sinh? Tại vì ổng nhậu nhiều. Nhậu nhiều quá hả? Đúng rồi, đám hỏi cách đám cưới một tháng là bắt đầu thả bầu rồi. Mà không dính. Lúc đám cưới là có bầu 2 tuần á. 2 tuần thì không biết đúng không, xong rồi về mình siêu âm ra 5 tuần thì mình suy ra lại từ lúc có bầu là đám cưới là 2 tuần. Nhỏ rồi nói rối ta. Vui không? Lúc đó cảm xúc ông sao? Vui. Vui hả? Nói anh ơi em có bầu rồi. Ông sao thái độ sao? Ông nói trời ơi sướng. Trời ơi sướng hả? Trời ơi thả lửng vậy em. Ủa ta nói trời ơi tôi sắp làm cha rồi. Trời ơi cảm ơn trời đất đã cho tôi làm cha. Ý là phải dài. Trời ơi sướng gì kỳ vậy? Cái câu này bị sai hay sao vậy? Bị cục văn. Đúng rồi. Ông không có văn vẻ. Biết được là con trai nữa còn sướng hơn nữa. Rồi lúc ông thoại sao? Lúc ông la làng sao? Em chả nhớ đâu. Không nhớ hả? Đúng rồi. Cái lời thoại mờ nhạt quá không nhớ. Ê chồng em nhạt nhòa với em. Không, trong cuộc sống cái gì ổng đậm đà không? Từ đó giờ em quen ổng ngoài cái ăn nói nhợt nhạt ra. Cái body mà vạm vỡ mà tiền nhiêu ra. Ở đó ngon lắm. Ngon không? Hồi đó ổng cũng ốm hơn vợ à. Bây giờ hả, ổng đậm hơn nhiều. Cái gì đậm em? Mỡ đậm hơn. Là mụn nhiều hơn. Thâm đậm hơn. Đúng. Cái gì nữa? Nói chung là cũng xàm xí hơn. Không. Còn em, trường hợp này ổng quen chồng em? Lúc đó hai người là bạn của nhau chứ. Em cũng không thích đẹp trai. Chứ gu của em là sao? Em thì không ải, em không thì là này đó nha. Không ải em. Đàn ông là tốt nè, chân thành, với lại đừng có lăng nhăng này kia là ok. Chứ không em... Không có đâu em, không có hả? Đâu kìa. Không có hả? Anh Lâm kiểu chứ. Nên lúc đầu em ổng đẹp trai nên mà lúc đó em cũng có người yêu và ổng cũng có người yêu nữa nên hai đứa chỉ là bạn thôi. Em cũng đang có người yêu luôn rồi tự nhiên mà người yêu ở Mỹ xong rồi ổng ở đây. Sau rồi gặp cái người ở Mỹ nên mình không thích. Thấy cái người đó không có cho mình đúng cái cảm giác mình mong muốn. Buồn quá nên hai đứa va vào nhau. Còn em khi mà về xong rồi mà biết bao nhiêu tật xấu ổng lòi ra không? Đi tắm á, 1 tiếng đồng hồ. Tắm 1 tiếng đàn ông chưa, tắm 1 tiếng đồng hồ. Ủa ổng ngâm bồn qua hồng hay sao 1 tiếng đồng hồ em? Cũng may là em chưa có mua cái bồn á. Có nào em hí em coi ổng làm gì chẳng không? Có hả? Em cứ kêu thằng con của em á, kêu ba lẹ đi, rồi mở cửa vô. Cái ổng khóa cửa luôn, em tắt đèn luôn. Hay là nhà ổng sợ em quá em.
Sợ quá, ông chui toilet giống như nè. Giống như toilet là một cái chỗ mà relax, spa của ổng vậy đó. Sẽ được coi cái gì mũ trơm, chương trình gì đó của ổng á. Mũ trơm gì, ông bán mũ trơm hả em? Phim hoạt hình vậy đó. À, có nghĩa là người lớn nhưng mà tâm hồn trẻ thơ. Đúng. Là chui trống coi. Coi dựng coi mà không có mặc đồ. Rồi sao nữa? Rồi coi coi cái cười hí hí. Hí hí, cười hí hí ở trọng luôn. Không, nhiều khi không ai coi phim hoạt hình nữa bên. Coi thí dụng vật đó em. Ổng là hết ngồi ở trọng. Kể cả ba mẹ chồng em còn nói nữa mà. Ủa là đang ở chung ba mẹ chồng hả? Đúng rồi, tình chồng em không một. Ba mẹ chồng nói tắm cái gì mà lâu đàn ông mà tắm còn lâu hơn phụ nữ nữa. Rồi ông trả lời sao? Thì ổng nói đi vô chổng toilet nữa chứ. Toilet nữa chứ, tắm toilet 1 tiếng đồng hồ. Đúng. Mà không hiểu tại sao có mỗi lần ông tắm là lâu vậy á. Mà không biết anh Lâm có thích tắm lâu vậy? Không em, tắm lâu dễ trúng gió em nha. Ổng có một cái tật nữa là nhậu xỉn. Nhậu xỉn, quýnh em. No. No, chữ em. No. À, nôn mửa. À, bậy. Đi thâu đêm suốt sáng. Không có vợ, chứ chồng em gì? Chuẩn lắm. Hay vậy chứ nhậu xong làm nhậu gì? Nhậu xong là buồn ngủ. Còn ai nhậu buồn ngủ em? Nhưng mà em thì em thích nhậu xong về phải nói chuyện với em. Tại vì cả ngày trời hai đứa, một đứa đi ở spa, một đứa thì đi làm. Tối về mới gặp. Mà không nói chuyện, em bị thối miệng. Em bị thối miệng. Không có nói được, em buồn lắm. À, có nghĩa là phải thích nói chuyện. Đúng. Nhưng mà ông ngồi. Rồi cái lúc mà ông nhậu xỉn là ông sẽ vừa nhậu vừa ăn. À, vừa nhậu vừa ăn giống như vậy nè. Là nhìn là biết ông xỉn rồi. Mắt ông nhỏ mà ông nhậu xong mắt còn nhỏ hơn. Rồi ngoài tật xấu nó còn tật xấu nữa không em? Ông hay móc mũi lắm á. Móc mũi hay móc mũi búng không? Có. Ve 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 lại. Đúng. Ve bò viên lại. Đúng. Dách. Rồi sao nữa? Dế vô vách tường. Dế vô vách tường. Xong rồi. Cái nào kiểu tóc em không? Có khi chét người em. Chét người em, rồi phản ứng em sao? Em móc lại. Em móc lại. Em móc lại. Hai chồng vui vậy. Ổng nhây mà mình phải nhây chung chứ. Em nhây thì sao nè? Em thấy nó bậy lắm. Nói chung là nói với ổng thôi. Hai chồng thích cả chuyện bậy. Ghê thiệt, tôi nghe giọng mà chát chát rồi tôi biết là phải không có vừa rồi, phải không? Còn em sao nè? Trời, tật xấu của chồng em là gì? Chồng em thì hay nói nhiều với lại... Nói nhiều cỡ anh không? Không. Sao bạn lắm? Không hả? Không, anh nói nhiều mà anh có duyên. Có duyên, còn chồng em nói nhiều mà. Không phải, nói nhiều mà nói với em ấy, mỗi lần lại gây lộn luôn là hay lải nhải á. Mà em thấy là có duyên không? Nói nhiều là em không thích. Lèm bèm lèm bèm. Đúng rồi, lèm bèm. Ví dụ những cái gì mà hay lèm bèm? Cũng do em á, em nhà em cũng hơi bừa bộn chút, có gọn gàng này nọ nên ổng hay nói nhiều. Nhiều chửi á, có chửi không? Chửi luôn. Chửi, chửi lại luôn. Tại nói nhiều quá là em bực bội là em chửi á. Còn sao của em, sao cái nào mà hai chồng cãi lộn mà sầm không? Cãi lộn mà lớn ơi là lớn không? Anh nghĩ có không? Chắc có, dễ gì không? Thì ở nhà chồng người ta cũng sợ lắm đúng không? Nhưng mà tính em là tính con nít. Em khi mà em bị lộn á, em đập hết đồ luôn. Em bản lĩnh gì? Em ở nhà người ta mà em đập hết đồ nhà người ta. Rồi em nhớ trận gì không? Em thấy ở trong cái laptop mà em đưa cho ổng đem bên cơ quan có một cái quần lót. Có một cái quần lót. Ở trong cái laptop hả? Ở trong cái laptop nó sẽ có cái vỏ đúng không? Ở trong cái vỏ cái laptop có cái quần lót. Nam hay nữ? Nữ. Hết luôn rồi. Màu đen. Màu đen. Lưới. Lưới. Em mở ra em thấy. Rồi sao em? Em lồng lộn lên. Em đập đồ. Đập đồ. Rốt cuộc quan trọng quần nó của ai? Em ngượng ngượng. Sao nó giống cô quật quen quá. Sao nó giống cô quật quen quá. Nhưng mà không biết cái quần em không? Nhưng mà em cũng đã đập rồi. Rồi em hỏi ông không? Thì ổng nói chắc là mấy thằng thực tập nó giỡn với anh á. Ba mẹ chồng em lên kêu mấy mốt mà hai đứa có ở riêng á thì mua chén dĩa mà mua chén mũ á nha. Tại mua chén xanh là đập hết rồi. Nhưng mà em khôn lắm, em đập lên không có đập điện thoại. Vậy là mấy thằng tập nó ghẹo ổng hả? Có thể thôi. Đúng rồi, em tụi anh cũng hay ghẹo lắm. Tụi anh cũng hay ghẹo rồi bỏ cái nơ, cái kẹp vô. Đúng rồi. Mà cái quần đó thì nó hơi lố nha. Chơi ác mấy đứa, đó chơi ác. Mà tính em hồi đó ghen lắm, bây giờ bớt rồi, hồi đó ghen cực kỳ. Em nhớ ở trong phòng có gì là em đập hết á. Lúc đó phản ứng của ông sao, nhẹ nhàng hay là nóng dần lại? Không, lúc đó em đang nóng mà ổng phải kìm lại chứ. Ổng cũng biết tính em bị khùng nữa mà. Còn em đi, em nhớ cái tật xấu gì của ổng mà em khó chịu nhất không? Em hơi ham vui, hay đi nhậu á. Mà đi có về không? Đi về chứ. Thường thường mấy giờ về? Cỡ trễ lắm cũng 12 giờ về. 12 giờ đúng giờ rồi, đi nhậu 12 giờ đúng rồi đó. Thà giờ nào về là phải đúng giờ. Dù nói 11 giờ nhưng mà toàn 12 giờ, 11, 1 giờ mới về không? Vậy trễ hơn cái giờ mà nói ra nên em không thích vậy. À, mà về có quậy không?
Vậy thì ói, có đợt ổng xỉn á, chạy xe mà ổng té 3 lần. Té 3 lần rồi có bị thương tích được gì không? Hên sao cái xe bể hết trơn luôn, mọi người ổng còn nguyên rồi. Vậy hả? Hay ho. Nguy hiểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần cũng rất là thú vị. Ở lá bài này thì sẽ có những câu hỏi cũng như có những tình huống. Dạ. Nhiệm vụ của hai bạn là khi mà bóc được cái lá nào thì mình phải trả lời hoặc là mình phải xử lý những tình huống đó. Rồi, chọn đi. Dạ. Chuyện động trời từng làm bản thân dây dứt nhất. Dây dứt nhất bây giờ. Dây dứt nhất bây giờ á, thì em nghĩ là chồng em á, ổng làm nhà nước. Thì ổng cũng có cái mặt mũi của ổng á. Em hay điện thoại cho ổng mà em điện không được. Mà cái tính em điện cho ổng không được thì em sợ ổng bị xỉn. Hoặc là đôi lúc là ổng ngủ, cái em sẽ điện cho đồng nghiệp của ổng. Yeah, điện hết đồng nghiệp luôn hả em? Không điện hết đồng nghiệp mà cũng khoảng nửa cơ quan thôi. Nửa cơ quan hả? Em hỏi, ủa anh ơi, thấy anh Minh đâu không? Vậy hả? Cái ổng phải điện cho người này người kia kiếm. Có một lần ổng đi làm ngoài Vũng Tàu á, em điện cho ổng không được. Em biết ngoài Vũng Tàu, em lúc đó bụng bầu em 8 tháng. Em đi Vũng Tàu luôn, tự chạy. Tự lấy xe đi luôn. Đúng, cái đi ra ngoài. Ổng mới nói là anh đi với sếp, em phải hiểu cho anh. Em làm như vậy là mai mốt á, người ta sẽ không có kêu anh đi nữa. Công việc của anh nó sẽ không thuận lợi. Em làm mất mặt anh, mấy thằng trong cơ quan nó cứ chọc anh riết à. Em cũng cảm thấy nó rất là dây dứt. Vậy bây giờ nếu có một cơ hội nói với chồng, em có thay đổi không? Em sẽ cố gắng. Điện người hai người thôi. Bữa anh điện nửa cơ quan thì về anh điện chị lâu công và anh bảo vệ thôi. Đúng rồi. Em sẽ không điện nữa mà em sẽ lên cơ quan luôn. Lên cơ quan tìm luôn. Rồi. Đúng. Rồi bây giờ tới thẻ bài của em. Chuyện nào làm mình hận chồng nhất? Chồng nhất thì chắc ổng làm em ghen thôi. Em ổng hay là ga lăng á mình. Hay ga lăng với gái em không thích. Như bữa đó là đi ăn sinh nhật phải không? Giống như là vô, tự nhiên có nhỏ đó vô, tự nhiên ổng lấy cái chai bia của em mời cho nó. Kiểu giống như ga lăng quá, làm cho mình khó chịu mà trước mặt mình luôn mà lấy chai bia của em nữa. Lúc em tức hả? Tức, sao ổng tức? Về nhà em mới chửi ổng. Chửi rồi, họp phụ huynh thôi chửi rồi. Bé này hay chửi quá. Rồi bây giờ sau những lá bài dễ thương này thì chúng ta sẽ đến với phần gọi là thử thách bạn đời. Thì ở phần này thì chúng ta sẽ điện cho chồng của mình ha. Giờ mình sẽ đưa ra một cái tình huống gì đó để thử thách chồng mình, để cho mình chồng mình bất ngờ. Alo. Alo. Chồng nghe nè, vợ quay xong rồi. Mà vụ mất cái bóp rồi, giờ sao? Chồng mất. Chồng. Ồ, mất cái bóp giờ không có tiền, không có tiền đi về, chồng về. Đi lên đây. Nhưng mà trong cái bóp có bao nhiêu tiền mà mất? Thì không nhớ nữa, cỡ biết nhiều nữa. Là mà giờ sao? Có nhiều không? Ý là mất có nhiều không? Gì kỳ vậy? Cũng nhiều á. Chúng đó ngu dưới trời đi vậy, giác cái mạng đi thôi, cầm cho chi cho nhiều tiền theo. Giờ đâu biết đâu, lỡ rồi giờ sao? Nhưng mà thì bây giờ cưng vô cưng nói cái đấy, cưng bỏ ở cái chỗ nào cưng vô cưng nói chứ tự nhiên cái không cái hả không nói đó. Giờ tôi đi quay rồi vậy đó, giờ cái bút tôi đây nó coi camera nó thấy ra chứ. Rồi giờ chồng có lên, giờ chồng lên rước vợ về đi. Lên rước vợ về thì bây giờ bắt xe đi về luôn đi. Chứ giờ hả về đây rồi có gì là trả tiền, nhưng mà quan trọng bây giờ mất cái bút cưng mà giờ cưng đi quay cưng phải nói cho người là ta biết. Tự nhiên giờ cái cưng im lặng đi về. Trời, bây giờ cưng... Dạ, chồng lên, chồng nói giùm vợ đi, chứ giờ sao? Nói bà ơi, mệt, nói bà là cái người đi quay, chứ không phải là tôi là cái người đi quay. Bây giờ bà mất cái bóp, giờ bà phải nói chứ cái chỗ đó, nãy giờ bà quay cho bà để đây. Cái bóp ở đây này, bà đã có mấy cái chỗ là nó sẽ có camera hết. Tự nhiên cái hả, cái giờ nhìn queo vậy, cái lúc càng ôn sao không ôn. Sao cũng cực, mệt cực quá, tôi muốn sai gì là tôi làm vậy. Mở quá thì giờ chồng lên đây đi, trời lên rước vợ đi. Thì có gì chút xíu có đi. Trời, chút xíu gì? Ta gọi trước. Ta đang gấp mẹ đây, mất tiền không lo. Mất tiền, mất bao nhiêu tí gì, tôi cho lại cho. Trời nhớ nha. Cho hết á, cho hết. Đúng. Cho tôi hết cả cuộc đời luôn. Ừ. Em nói nhiều thiệt ha.
nói nhiều không anh ha? Không nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm. Em nói đâu có tin đâu. Thì đó. Em tin rồi. Xin lỗi em. Mỗi lần mà gây lộn lo chọn nói nhiều lắm. Vậy đó hả? Dạ, nói nhiều mà nhảy 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 em bực bội đó. Để em ngưng cười cái đó. Hello. Alo, anh đang đi đâu ạ? Em à. Ờ, anh. Hồi nãy á, em đi về nhà á, cái con chó ở nhà nó cắn cái túi của em mất tiêu rồi. Cắn cái túi eo phì á. Cắn cái túi eo phì á hả? Ừ. Thì em bỏ đâu? Em đeo. Em đeo sao nó cắn được? Em đeo rồi nó nhảy lên nó cắn. Nó bị chạy mất tiêu rồi. Đứt cọng dây luôn rồi. Trời ơi, kỳ á. Giờ làm sao? Đổ lại coi sao chứ, đi hỏi anh. Anh mua cái túi mới nha. À, đồ lao nữa. Chứ giờ nó hư rồi, túi đâu em xách. Thì xách túi khác. Thầy mua túi mới. Mấy cái túi kia thứ gì? Túi thường thôi, mấy triệu thôi. Nhưng mà giờ em thích. À, mua đi. Tiền đâu mua? Thì mua sương sương thôi. Mệt quá à, làm không đủ cho nợ nữa. Vậy là bữa mua nha. Không, là trúng số em mua. Giờ chiều này trúng số. Số độc đắc em mua. Dạ thôi á. Ừ. Chồng em đớ lắm. Gì đó hả? Ừ. Chắc là hot. Mua nhất cái túi thường thôi. Túi mật của ổng á. Nhỏ không có tiền bắt mua túi eo gì nữa. Nói chung là dễ thương. Chồng này ổng đúng đời, ổng đúng nhạc luôn hả? Nhạc lắm. Cảm ơn cái phần gọi là thử thách bạn đời của hai bạn rất là nhiều luôn. Và bây giờ sẽ là một cái phần nữa là thổ lộ tình cảm. Nếu từ đó giờ mà vợ chồng mình sống chung với nhau mà có đôi khi mà không, những lời mình không nói được, mình ngại rồi nữa, thì các bạn sẽ chia sẻ tình cảm của mình với chồng của mình. Chồng ơi, anh đi nhậu khuya về á, em thấy anh dơ quá, em cũng bắt anh đi tắm để cho nó thơm, em bơm cho nó đã. Nhưng mà em không biết được là khi mà anh tắm khuya như vậy á, lỡ anh có bị nhiễm nước vô người thì cái đó là một cái em sẽ rút kinh nghiệm và em sẽ không bắt anh tắm khuya nữa đâu. Em sẽ, ví dụ như anh nhậu về em sẽ lau người giùm cho anh. Và nếu được thì những cái ngày mà anh nghỉ á, em sẽ cố gắng ở nhà chơi với anh và chơi với con thay vì làm việc quá nhiều. Chồng ơi, vợ biết là vợ rất là hay ăn hiếp chồng và hay hổn với chồng. Nhưng mà xong sau đó thì vợ rất là thương chồng, hy vọng là tính con nít và cái tính hay hổn của vợ, chồng đừng có buồn nha, lúc nào vợ cũng yêu chồng rất là nhiều. Rồi, dạ, cảm ơn á. Thì mình xin thì mình tên là Lê Công Khoa, mình tuổi sinh năm 82, mình sinh ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Khá là mình đang cứu mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, khoảng 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ thì dạ. Bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết nên mình về nữa. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về đúng không? Cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại mình có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì đó. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Ảnh mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ
qua luôn anh đi. Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh người cá, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với là phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà anh ở ngay chợ mà. Nên mẹ thích ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, còn cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người với cháu, cháu của bà chị chồng. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm chồng mẹ, thăm gia đình. Ok. Rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là bên gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À cũng là như kiểu ngoài đây là phân form, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng đó. Phân loại hàng hóa, sắp xếp cho nó gọn lên ba lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ Úc. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có gì mình nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ, đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly thân, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của vợ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển rồi cho sport. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình á, mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt. Đại khá là sao quen được nhau rồi qua bên đó thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi hai người cũng nói chuyện qua lại rồi sau này thì chắc là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì em làm công việc gì ở Úc? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim là chủ nhất. Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay sẽ được cư lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là vô cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là hỗn độn nào đó. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tới nhị chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi chứ mà muốn đi sâu thì mất công thì mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường cái chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 trở lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá, tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá, tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì, thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề, tại vì mình thích những cái người về tình trải, đại khái là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi, ví dụ. Tại tánh mình
dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn, thì rồi. Bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó, ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó để khác được. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành cũng được. Anh là khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được chứ? Không? Thì được. Bây chứ. Giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch, hiểu không? Quốc tịch giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi, rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à anh này anh quyết đoán, anh này anh có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em giống như cái kiểu đó, mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, anh hiểu em. Nhưng mà giống như là anh nói tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống, người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Ừ, tức là lợi dụng hoặc là thì hợp dụng. Thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi, tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà là, thì nói chung đi, là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không có biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Ừ, không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Ừ. Hồi nãy nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà, chứ không có cai nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái đầm giờ không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay ấy thôi. Bài nào cũng được, vui là chính em thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Tro ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lại vẫn tôi khóc
thì ta na ta em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi, ok anh. Có yêu cầu gì bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói là mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì nói anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha. Ngồi đi anh. Cảm ơn. Dạ, chào mấy em. Dạ. Tên gì em? Nguyễn Nhạn. Nhạn hả? Dạ. Ừ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ. Dạ. Rồi, hello Nhạn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này, công việc quê quán của em thì sao? Đang làm công ty lên ở Bến Cát Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Di. Long Di là làm đấy gì em? Làm đôi dép á. Sản xuất dép hả? Ừ. Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy ra chiếc dép. Đâu ép đế. Ép đế đấy, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. À, công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Còn đầu tiên của cái chiếc dép. Ờ. À, còn cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Okay. Ừ. Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu thế. Ừ. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần đây luôn. Ờ. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. À. Rồi, điểm mạnh yếu của Nhạn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ mà chứ đâu có đi tính đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Ôi trời, cũng đi làm về điện thoại rồi ngủ lấy đâu lên bạn gái đi trời. Tôi thích giao lưu với bạn bè nên biết sao rồi gia đình mới. Ai đăng ký với anh tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nhà nằm buồn ở nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình phải dành bạn gái đi chơi, còn mình không còn có mình nên ở nhà thì ở mình nên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái mà sao anh không tha không có cô? Trong công ty đó người ghét luôn là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không tha cái không hợp nên muốn biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không có được. Ừ, tại sao không được? Liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói đi vô, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó rồi từ kiếp mâu thuẫn nhau nên không hợp. Ừ, mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như là nghe người khác nghe trong ra chọc vô rồi đó. Ừ. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, mặt nào không tốt người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không thấy thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Xin về ưu điểm. Thì đó. Được không? Cũng đâu có ưu điểm gì cả, cái gì đâu. Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể hát hò không? Hay là mình có thể nấu ăn không? Hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ đâu không ít. Có ca hát mà không ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm nó rớt ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà. Không ngon gì mấy. Ừ. Anh có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mà mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi, ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm? Những cái điểm yếu của mình? Rất nhẹ dạ tin người. Ờ, rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Đi rồi, cho nên mới...
Bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ nào. Ừ, lừa gì á? Thì bạn bè quan hệ qua lợi, giao thiệp qua lợi đó, rồi mình tiền bạc rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Ừ, mượn tiền là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền. Rồi, hai ba người luôn, mà không rút kinh nghiệm luôn. Xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó có nhiều, có một hai triệu bạc chứ đâu mà. Người ta một, hai người thôi, này ba người luôn. Đó là nhẹ dạ, tin người mà cho nên mình lúc không có kinh nghiệm được. Ừ. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên em kiếm người nào, nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Ừ, lớn hơn anh cũng được luôn. Ừ, một hai tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Ừ. Rồi. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy, mình còn thời gian, cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có các năng khiếu, tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên để nó thay đổi không khí thôi, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn bạn em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều. Mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không là nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha. Ừ. Dạ rồi, anh trả bản thân còn ai không? Dạ, tại tại của mình là gì? Tôi mời bạn. Là em đúng không chị? Cho em thấy cũng có 4 người tham gia. Dạ chị ơi, bây giờ mình chủ động mình giới thiệu bản thân với bên em nha. Là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, công việc gì vậy đó chị. Mình cứ chủ động nói tiếp với bên em nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, mình tên là đầy đủ là Phan Hải Em. Sinh năm 97, hiện đang sống ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể là mảng nào? Dạ em làm bên hai lĩnh vực, một là đồ handmade, những sản xuất những cái phụ kiện như đồ buộc tóc với lại bông tai. Còn cái thứ hai là em đang hỗ trợ gia đình là bạc buôn bán trái cây đó chị. Hiện tại là bạn đang ở Tiền Giang với gia đình luôn ạ? Bơi bơi mặc gì mày? Ừ, dạ đúng rồi chị. Rồi, chia sẻ một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân đi. Mình có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh của em là khí tốt. Với lại em từng là MC với lại là dẫn các chương trình của đoàn viên của trường đại học á chị. Và có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Điểm yếu của em là rất là kiểu như là khi mà dễ mau chán á chị. Mau chán là sao? Tối MC là phải chủ động nói được nha, không để tập hỏi nha, tự nói với bản thân này. Lâu quá không có thực hành. Ừ, thì mau chán ở đây có thể nói như thế này là như là em thì thích
chính vì sự thích nghi tốt cho nên là lúc nào em cũng muốn có một cái môi trường nó năng động, nó náo nhiệt hết. Nếu như mà cái môi trường cộng đồng đó nó cứ êm hoặc là nó không có cái sự thay đổi gì đó trong một ngày á, thì về lâu về dài em không có hứng thú với lại cái môi trường đó nữa. Cái thứ hai là cái nhiệt huyết của em sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không có sự thay đổi, có cái thử thách gì đó. Mong chán thì nên là xinh xắn rồi là cũng hoạt ngôn rồi công việc cũng ok, nhưng mà không có người yêu là do mong chán à? Không có người yêu là do cái môi trường của em là gặp các bạn khách hàng của em là qua online. Cái thứ hai là do hoạt động chính của em là ở chợ truyền thống á, cho nên là những cái đối tượng mà em đã từng gặp gỡ và trao đổi thì thường là họ là những người buôn bán kinh doanh. Nhưng mà cái mà em đang hướng tới là một cái hình thức kinh doanh nó hiện đại hơn, và những cái người đó thì khi mà em trao đổi trực tiếp với họ thì họ lại phản bác rất là mạnh, bởi vì họ không có nhìn thấy được cái tiềm năng của online. Do xuất thân của em là em mới về quê khoảng 2 năm nay thôi, thì em cũng tìm hiểu và hẹn hò nhưng mà vẫn chưa tìm được người có chung chí hướng với mình. Bạn độc thân được bao lâu rồi, kể về cái tình trường của mình được đâu? Hiện tại là em có mối tình chính thức thì 3 mối tình. Thứ nhất là lúc còn sinh viên đại học. Cái thứ hai là sau khi tốt nghiệp thì em có quen một bạn để mà hợp tác kinh doanh, nhưng mà vì lý do là mong muốn kết hôn sớm của bạn đó cho nên là em không thể nào đáp ứng được. Em thì cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Mối tình thứ ba là xuất phát ở quê nhà của em, nhưng mà hiện tại là chia tay bởi vì lý do rất đơn giản là do không có phù hợp về cái quan điểm sống á. Và hiện tại là em cũng đang mong muốn là tìm một người có những cái quan điểm sống giống mình, sở thích cũng không cần phải giống nhau, nhưng mà quan trọng là quan điểm sống với lại cái hình thức hoạt động là kinh tự do kinh tế gì, chứ không có phải là đi làm hoặc là không có kiểu như là không có chú trọng, không có quan tâm, không có tôn trọng cái việc tự kinh doanh của em. Cùng quan điểm sống là sao, cái này nó rõ hơn thế nào? Cùng quan điểm sống có thể là thế giới quan của họ, chẳng hạn như là đối với họ thì gia đình là như thế nào. Chẳng hạn như đối với em, gia đình là một cái tập thể lúc nào cũng ở gần nhau. Em không có thích việc yêu xa. Cái thứ hai là quan điểm với em là về vấn đề về tiền bạc. Mình rất là thích tiền, mình cũng thích tiền, nhưng không phải là mình cứ cuộc sống của mình cứ quay quanh tiền. Chẳng hạn như là mình có thể dành một ngày ra 12 tiếng để kiếm tiền, nhưng mà còn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng còn lại là mình dành cho bạn bè hoặc là người yêu gì đó, chứ không phải là lúc nào cũng mình cũng xem quanh tới chuyện đó. Gia đình ở gần nhau nghĩa là ví dụ bây giờ mà gặp được người phù hợp là bạn đó về ở gì? Dạ đúng rồi, mong muốn gia đình em là muốn ở rể, tại vì hiện tại là gia đình em cũng có một chút gì đó gọi là của dư của ở. Là sao? Giải thích rõ cho mình được này, có nghĩa là gia đình bạn hiện tại là có mấy người, mấy anh chị em, rồi sao mình lại cần phải ở gì? Cái xuất phát ở rể đây có không phải là gì, nhưng mà kiểu như là muốn ở có một người yêu ở gần mình á. Thứ nhất là em không muốn yêu xa. Là bạn nam đấy phải ở Tiền Giang, các tỉnh lân cận thì sao? Lân cận thì cũng có sắp xếp nhất một tuần cho mình gặp nhau khoảng 2-3 lần gì đó, không cần phải nhiều, không cần phải nhiều, nhưng mà phải sắp xếp được, tại vì em là một người thích cái sự tương tác. Tôi nghe này, như thế nào này, ví dụ mà bạn nam rất là hợp với mình, nhưng mà bạn nam nhà có mỗi hai mẹ con thôi chẳng hạn, thì người ta cũng muốn là mình làm dâu chứ, thì mình có ok được này không? Chính để đó là sẽ sắp xếp sao, tại vì theo em nghĩ á, ở rể hay không ở rể, quan trọng là nếu như mà bạn đó có thể sắp xếp được, cân bằng được. Chẳng hạn như là vấn đề ở rể là do gia đình em thích em ở gần, có thể tiện chăm sóc ra bên. Còn nếu mà em khi mà em trưởng thành có gia đình riêng thì em vẫn đảm bảo được cái việc là một tuần hoặc là hai tuần con về thăm gia đình khoảng 2-3 lần gì đó, thì mình có thể sắp xếp được. Về hình thức, thứ nhất là thời gian di chuyển nó nhanh. Cái thứ hai là bạn đó có thể chủ động được, thì cái vấn đề yêu xa hoặc lấy chồng xa thì hai bạn em nghĩ là thỏa thuận được, chứ không phải là cứ gò bó bắt ở rễ. Rồi ngoại hình thì sao này, cụ thể về ngoại hình là mình có cái mẫu mẫu hình nào hay là người nổi tiếng nào mà mình cảm thấy là mình thích cái ngoại hình như vậy? Còn chiều cao của bạn nam thì phải như thế nào thì ok? Hiện tại là em cao 1m6 thì em mong muốn là bạn trai của em thì từ 1m6 cho lên được rồi.
em thì chú trọng khá là nhiều về thể lực, giống như là ngoại hình bên ngoài, như là chàng trai đó ít nhất là cũng phải cao cái xác cho lên. Cái thứ hai là đô con một chút để có cảm giác như mình được bảo vệ và che chở. Rồi ok. Rồi mình hoạt động đoàn, rồi mình từng làm MC là mình có thể mình hát hò là được đúng không? Ừ, dạ được chị. Rồi ok. Hôm nay thì sẽ là cái vòng casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình lựa chọn bạn này cũng như là tìm được người phù hợp cho mình thì sẽ có biên tập